Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, hôm nay là ngày thứ hai nha. Đây, ngày thứ hai, ngày 23 tháng 7 ha. 23 tháng 7 2018. Đây là một cái cây mà cái gần như là dạng đổ ha. Đổ đây. Đổ đây thì anh em hỏi là cách mà tạo cây dáng đổ này, chúng ta thấy nhìn dạng nó như thế này ha. Đổ là nó hơi nghiêng về phía dưới một nhiều hơn này. Đấy. Thì cái này làm sao thì chúng ta xem một cây mẫu người ta làm sao ha. Làm sao thì chúng ta làm y rang vậy thôi thì nó sẽ thành thôi. Nó không ra giống hoàn toàn nhưng mà nó cũng tựa như thế này, nó cũng dựa theo nguyên tắc ha. Đây, nguyên tắc này. Dựa theo nguyên tắc là cây bao giờ nó cũng phải lên thẳng á, nguyên tắc cây là cây lên thẳng. Nên mà chúng ta làm sao theo ý muốn của chúng ta, nó đi xuống như thế này nhưng mà nó vẫn xanh tốt. Còn nếu mà cái cây bình thường ta kéo cái đầu nó xuống thì không có nào mà tốt được. Đây, bây giờ chúng ta sẽ coi. Đầu tiên á, để làm cái dáng đổ, đầu tiên chúng ta phải lựa một cái góc ha. Đây, lựa một cái góc. Đây, một cái góc nó cũng hơi xiên xiên như mày nè. Đây, còn cây mà nó thẳng đứng nó là không có làm được ha. Đây, không làm đứng. Chúng ta phải trồng lại theo cái dáng xiên như thế này nè. Đầu tiên thì cái cây mà tự nhiên là không bao giờ mà nó xiên vậy đâu. Đầu mà tiên mà tự nhiên là nó sẽ thẳng như thế này nè. Đấy, ta sẽ lựa một cái góc đây, đây, à, nó có hơi nghiêng, nó chết về một góc đây, chết một góc nè, thì nó khoảng 10 độ, 20 độ vậy đó, 10 độ, 20 độ vậy đó, đấy, rồi sau đó đây, rồi chi tiết ha, đây, ha, thấy không, đó, nó, đầu tiên là nó, cái cây này không có nghiêng vậy đâu, nó cũng bình thường thôi, nó cũng chết lên trên đó, cái mà bắt đầu mình sẽ trồng nó thấp xuống, quay lại xác lại cho anh em thấy rõ nha. Đây, đầu tiên là nó không có thẳng vậy, như nó không có nghiêng thế này đâu. Đấy, đầu tiên là nó sẽ thẳng đứng lên, mình sẽ trồng nghiêng xuống. Đây, trồng nghiêng xuống rồi bắt đầu nó sẽ ra tược, thì nó khi mà ra tược thì không bao giờ nó ra tược như ý muốn của chúng ta đâu ha. Nó ra 3-4 tược gì đó, chúng ta sẽ để cái tược nào mà nó vừa để chúng ta giữ lại. Để cái tược nào mà nó nằm ngay cái ý định mà chúng ta mong muốn á. Ví dụ như ở đây ha, ở đây thì chúng ta mong muốn nó ra ngay chỗ cái mắt ở dưới đây. Ở dưới đây thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nó không có được thì nó ra trên này. Trên này thì cũng được đi ha, chúng ta sẽ kéo nó. Đây, để kéo nó thì chúng ta phải kéo từ từ ha. Đây, kéo từ từ. Khi ra một cái tược nhỏ này nè. Đây, một cái tược này lúc mà nó ra ban đầu nó rất là nhỏ. Đây, chúng ta sẽ uốn nắn kéo từ từ. Kéo đi xuống nha, chúng ta vẫn kéo đi xuống nhưng mà vẫn bảo đảm nguyên tắc là phải cho ngóc cái đầu lên nha. Đây, ngóc cái đầu lên, kéo đi xuống mà vẫn phải ngóc cái đầu lên nha, tại vì mai nó luôn đi lên để nó đón cái nắng mặt trời. Chúng ta kéo bập xuống mà chúng ta phải đưa cái ngọn này nè, mặc dù kéo đi xuống á nhưng mà cái ngọn này nè nó vẫn phải đường ngang hoặc là chỉ lên trời chứ không có chỉ xuống luôn ha, chỉ xuống luôn là không có được. Đấy, đó là một cái nhánh ha, một cái nhánh ta tạo một nhánh xà đây, chúng ta phải có một cái gì để nó trung hòa lại ha. Nếu mà mình cắt cỏ cái nhánh trên đây nè, đây thì cái cây nó còn nhánh xà không à, nhìn thấy nó cũng kỳ lắm. Nó cũng kỳ là mà cái cây nó lại không phát triển được nữa. Nếu cái nhánh này nè, cắt bỏ cái nhánh này đi, cắt bỏ cái nhánh chỗ tai nè, nhánh nhỏ cái bỏ nhánh đứng nó trên nè, đấy thì còn nhánh ở dưới đây à, nhánh dưới đây nó phát triển chậm lắm ha, thì nó không có quang hợp được. Mặc dù để cái nhánh ở trên này nè, nó phát triển, nó cái nhánh này nó phát triển vượt hơn. Chúng ta sẽ kìm nó lại. Đây, nhánh này nó quang hợp. Chúng ta để ý đây, cái nhánh này nè, cái nhánh đứng lên trên này nè, đấy, đứng trên này nó phát triển rất là mạnh nè, phát triển rất là mạnh. Tại vì nó đi thẳng, bao giờ nó cũng mạnh hơn cái nhánh ở dưới đây. Nên nhánh ở dưới đây nè, chúng ta phải chăm sóc nó đặc biệt hơn. Bằng cách như thế nào đây? Chúng ta có dùng phân bón lá đó, chúng ta xịt đó. Xịt vào những cái lá này nè để nó nuôi phụ qua, để nó nuôi phụ cái bộ rễ dưới đây. Đấy, đây nó sẽ tổng hợp và mà ta dùng cái liều lượng lõn, đừng có quá lạm dụng nha. Đấy, nó sẽ xịt vào cái phần này thôi, phần dưới đây nè, phần dưới này nó hấp thụ ra truyền, nó sẽ nuôi cành trong đây. Hiện tại cây này thì nó cũng đang tạo nụ rất là nhiều rồi nè. Đấy, tạo nụ rất là nhiều, những cái nụ này nó sẽ sắp nở rồi nè. Đấy, những cái nụ này nè, thấy chưa, cái nụ tròn luôn nè. Thì để mà tạo nụ thì chúng ta làm thế nào đây ha? Tạo nụ thì chúng ta cây mà tạo nụ thì nó cần cái chất lân ha, P2O5 á, chất lân á, chúng ta bón lân là nó sẽ tạo nụ. Mặc dù là chúng ta có thể dùng phân là phân DAP á, DAP là
là viết tắt của chữ là diammoni phosphate ha. Diammoni phosphate. Phosphate đó là một cái hợp chất được trộn giữa giữa những chất với nhau, nó là gồm là 18% là đạm và 48% là lân và không có kali. Đấy, DAB nó ý nghĩa của DAB là vậy đó. Nó là loại phân N gọi là NP á, chứ không có kali trong đó. Đây, 18% là đạm, 48% là lân, là PaO5 á ha. 18% là nitrogen và 48% là lân PaO5 phosphate á. Đấy thì chúng ta cây mà nó chúng ta bón đạm nhiều á thì cái lá đọt này sẽ sinh trưởng rất là nhanh. Đấy, bón lân nhiều thì nó cứng, cái thân này nó sẽ mập, hình thành nụ hoa ha, nụ hoa chồi hoa. Kết ra nó tự chuẩn bị quá trình mà đâm bơm kết trái á, và đón kali nhiều thì bộ rễ nó khỏe mạnh, nó cứng cây. Đó là tác dụng của cái những cái loại phân á. Phần phân hữu cơ thì nó có đầy đủ dưỡng chất rồi, nhưng mà nó không có nhiều đặc tổng hợp nhiều bằng cái phần phân mà phân vô cơ chúng ta. Cũng đó là một cái quá trình người ta đang nghiên cứu ha. Đây là tháng 7 dương lịch thì cũng khoảng tháng dưới tháng 6 âm lịch rồi. Chúng ta sẽ bổ sung cái lượng lân nhiều lên để làm cho nó hình thành cái nụ hoa ha. Rồi. Cây này thì mình làm đây là cũng 2 năm rồi nó mới được dày, chứ khoảng thời gian nó cũng rất là lâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kìm một quay, mình sẽ quay cho anh em xem một số cây mà mình chuẩn bị làm dạng thác á. Thác thì thác đổ đây nè. Thì làm cái này á thì nó cần phải là có một cái gốc ha, tương ứng ha. Rồi sau này chúng ta sẽ tạo tác thêm cho nó. Gốc thì chúng ta phải nó tự nhiên ha, còn nếu mà chúng ta muốn tạo tác phải tạo tác từ những cây mai con này nè. Đấy. Muốn tạo tác thì tạo tác từ những cây mai con này nè. Đấy, tạo tác những cây mai con này nè. Đấy, ta nghiêng đầu này đây ha, nghiêng một góc như thế này nè. Đây sẽ là chúng ta sẽ ghép vào cái phần dưới này. Đấy ha, đấy, hoặc là đây. Đấy. Rồi, mình sẽ quay một số cây mà mình chuẩn bị làm nha. Đấy. Bên kia có một số cây mình đã làm được rồi. Thời gian nó mới khoảng 1 năm. Đây, mình lấy lại cho anh em xem nha. Đây, cây đổ đây. Điều lưu ý đó bên lưu cây đổ á, nuôi cây đổ đây nè, là nó cái phần nhánh đây nè nó luôn đi xuống nên nó không có khoan hợp tốt đâu được ha. Chúng ta phải chăm sóc đặc biệt bằng cách phun bằng bón lá đâu cho nó, phun bằng bón lá đâu để trợ giúp cho nó, mà phun liều lượng ít thôi ha, chủ yếu là nuôi cái bộ rễ này cho nó khỏe thôi. Rồi, đây một cây mình chuẩn tạo dáng đổ rồi ha. Đây, cây này thì mình nuôi cũng gần 2 năm rồi. Những cây nuôi một lượt chứ nó là mình bán lâu lắm rồi, bán lâu rồi. Đây, cây này thì nuôi đi cái kiểu này thì nó rất là lâu lớn thì bị cái đọt này nè, nó cứ trùng hoài, nó không có phát cái đọt là lên được thì cây nó không có tốt được. Bộ rễ thì nó cũng vậy thôi. Đầu tiên chúng ta tìm một cái cây mà nó dáng nghiêng hoặc là chúng ta trồng nghiêng cho nó luôn ha. Đấy, trồng nghiêng cho nó luôn. Đấy, trồng nghiêng thế này rồi nó ra để ra tượng ta ghép. Còn nếu mà chơi nguyên thủy thì nó còn dày càng dễ nữa. Ghép ha, ghép vào đây nha. Thì nói chung là khi mà chúng ta bẻ tược ra thì không thể nào theo ý muốn của chúng ta được. Nó ra chỗ nào gần thôi, chứ không thể nào mà nó hoàn hảo được. Chúng ta như chúng ta muốn ra trên này hoặc là ra dưới đây thì không thể nào mà nó ra đúng ý chúng ta được. Nó ra gần thì chúng ta dưỡng thôi. Đấy. Ở đây nè, tược này đây, chúng ta sẽ kéo xuống á. Mình kéo xuống rất là nhiều á mà nó vẫn ngóc đầu lên nè. Không, chỗ này kéo xuống rất là nhiều nè. Ở trên đây thì dù có một đợt để hồi lại ha. Đây. Đó, chỉ có vậy thôi ha. Đây, chúng ta nhìn đây. Nhìn đây là chúng ta sau này chúng ta có một cái gốc như thế này nè. Đây, chúng ta cũng ghép như thế này đây. Khoảng thời gian nuôi cái này lâu rất là lâu nha, 2 năm á nha, chứ không phải ngày bữa đâu. Nên anh em làm, anh em cứ kiên trì làm là sẽ được thôi. Khoảng 2 năm á. Đây, ta nhìn nè. Đây, cây này thì nó đổ càng nhiều thì nó càng đẹp. Đấy, nhưng mà tùy thời giờ nó này, chúng ta đổ nhiều quá thì nó không có phát triển được. Rồi, đây là một cây đổ ha. Rồi, mình quay một cây nữa nha. Rồi đây nè, cái cây này thì nó đổ xà dữ luôn nè. Đây, rồi cái gốc nè.
tại vì mình có được cái gốc này. Cái gốc này là nuôi nó khoảng cũng tầm 2 năm mấy, 3 năm rồi, gần 3 năm rồi. Năm nay năm thứ 3 nè. Cái gốc này thì đây nè, thấy chưa? Cái phần gốc này nè, nó dỗ nó không có dốc ngược, ban đầu không có dốc ngược gì vậy đâu. Đấy, nó cũng thẳng đứng ở trên á, cái cây ban đầu cũng thẳng đứng á, nhưng mà mình thấy có cái tường nè, có một cái phần rễ phía bên đây nó nhiều hơn, mình dốc ngược nó xuống luôn. Đấy, cái phần rễ này nè. Thấy chưa? Cái phần chỗ này nè. Này cục đá ha, tại vì nó phần bên đây nó nặng quá, phải lấy cục đá này nè. Đấy, để dặn lại chúng ta là nó ngã xuống luôn ha. Đây, nó bị nghiêng về một bên này. Đấy. Đó, với những cây thẳng đứng á, chúng ta cũng trồng theo cách này ha. Đây. Chủ yếu là chúng ta phải che lại cái phần rễ của nó nha. Đấy, phần rễ của nó phải nằm dưới mặt đất á thì mới được, chứ phần rễ mà nó nhô lên nó không hút được dưỡng chất. Mà khi mà nó không hút được dưỡng chất rồi đó. Đấy thì nó không có sống được nha, chứ đừng có nói mà tạo cây gián đổ ha. Đây. Cái này đây. Đây mình ghép có một tược nè. Cũng phải có một tược để hồi lại ha. Đây. Cái lần này nó xà rất là nhiều nè, nó xà đây là khoảng nửa mét nè. 50 cm á. Cây này nhỏ mà nó xà rất là nhiều đây. Đấy anh em xem á, anh em xem này, anh em có những cái cây mà cây phôi á, dễ gần giống như này nè. Anh em làm á. Đấy. Lúc đầu á thì ghép cái tược này nè, nó sẽ đi thẳng ha, cái tược ghép nó sẽ đi thẳng chứ nó không có đi ngang gì đâu. Đấy, chúng ta phải dùng kẽm á để định vị cho nó. À, này lúc này đầu tiên là nó chia ra hai nhánh nè. Đấy, chúng ta sẽ có một nhánh đi đây, một nhánh dựng lên. Một nhánh dựng lên nó sẽ phát triển nhiều hơn nha. Đây, bánh nhìn lên nó phát triển nhiều hơn. Đấy, chúng ta sẽ kìm nhánh dựng lên này, chúng ta chỉ phát triển phần dưới thôi. Đấy. Đây. Chó mà lại đây vậy mày, sáng ngày ăn gì chưa? Đấy, thấy chưa? Đây, chúng ta coi chúng ta làm theo thôi ha. Rồi các phần lông trong quá trình chăm sóc á, thì cũng chăm sóc giống như thằng kia thôi, cứ 2 tuần một lần chúng ta tưới phân nha. Đây, hai tưới phân NPK. Rồi cách tuần á, chúng ta tưới phần hữu cơ ha, hữu cơ hòa tan đó. Liều lượng loãng thôi nha. À, liều lượng người ta ghi bao nhiêu thì chúng ta tưới phân nữa thôi. Đấy. Ví dụ như một muỗng canh cho bình 20 lít á, thông thường người ta ghi á là một muỗng canh á là cho bình cho một cái thùng 10 lít, chúng ta chia ra 20 nha, đó là lượng phân nửa thôi. Rồi cái phần hữu cơ á thì chúng ta sẽ sang vào ha, chúng ta cũng quậy loãng ra chúng ta tưới ha. Tuần này một tuần là hữu cơ, một tuần vô cơ. Đấy, vậy thì cây nó sẽ rất là khỏe. Đây, nuôi 3 năm mới được cây thế này ha. Đây, chứ không phải là một ngày một bữa đâu. Đây. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành tìm những cây phôi nha. Đây. Trong quá trình đầu tiên chúng ta sẽ chọn ha, chọn những cái cây phôi chúng ta nó có dáng nè. Cái này thì đầu tiên là nó không có mọc như thế này đâu. Đầu tiên lúc mà mình đem về á là nó như thế này nè. Nó thẳng đứng như thế này nè. Đấy, cái cây mà tự nhiên nó thẳng đứng như thế này nè. Đấy, mình sẽ trồng nó ha, trồng theo cái dáng nghiêng như vậy. Mình sẽ lật gốc nó lại á. À, lúc trước là nó không có dày đâu, lúc trước là nó cây như thế này nè. Đó ha, người ta trồng là tự nhiên là như thế này nè. Đấy, đúng như thế này luôn. Đấy ha. Rồi, chúng ta coi chúng ta giữa vào thẩm mỹ thôi ha. Ai có thể lật cái gì khác đẹp hơn. Mình thấy này mình lật cái kiểu này. Rồi, lật cái kiểu này ha. Đấy, sau này mình dự định sao đây. Mình mong muốn là mình ghép ngay chỗ đầu này nè. Đầu này nè, cho nó chỉa dài ra. Còn những cái đọt trên là dựng nó hồi lại cái phần trên. Nhưng mà nó đâu có ra bao nhiêu đúng như mong muốn chúng ta đâu. Nó ra đây nó ra 1 2 3 4 4 tược ha, mà nó ra cũng bắt đầu nó ra nhiều ha, mình giữ lại 4 tược ha, giữ lại 4 tược. Đây, cái đợt mình sẽ ghép cho tược này nè. Đây, cắt ghép tược này. Cắt mình sẽ bẻ nó xuống ha. Bẻ nó xuống, bẻ nhẹ nhàng nó xuống thôi. Đây ha, bẻ nó xuống. Ha. Rồi những tược này nó sẽ hồi lại thôi. Hồi trái hồi phải vậy đây. Đây ha, bẻ nó xuống. Nếu mà để cho nguyên thủy thì giờ chúng ta bẻ luôn. Nguyên thủy thì bông không được đẹp. À, còn muốn đông đẹp thì phải ghép thôi. Phía bên đây. À, chúng ta sẽ chừa người ta ghép vào những này, rồi người ta kéo đầu nó lên. Đó. Thì phải mất khoảng thời gian khoảng chừng 2 năm, 2 năm, 2 năm thì 2 năm tới mà thì
để cây nó mới được hoàn thiện, gần gần như là nó chơi được thôi chứ chưa hoàn thiện. Hoàn thiện nó khoảng 4 năm thì coi như là cây mới hoàn thiện. Những vết cắt nè nó sẽ lành đi, vết cắt này nè nó lành đi thì lúc đó là mới cây chúng ta mới hoàn thiện nha. Ngoài tự nhiên thì có rất là nhiều cây đẹp á, đó như nhiều cây mà chúng ta thông thường thì cây nó sẽ mọc mọc thẳng đứng không à, đấy chúng ta phải trồng lại thì nó mới theo cái hình dạng xiên, hình dạng hắn dáng nghiêng, dáng huyền, dáng thác đổ rồi nè. Đấy, chúng ta coi như thế này, chúng ta có cây như thế này chúng ta làm theo thôi, làm theo nó cũng nó khó không khó, dễ không dễ, nhưng mà chúng ta phải làm, chúng ta phải chú ý ha. Trong nguyên một đám này đây, chúng ta có thể lựa một cây nào để làm cây thác đổ rồi. Hôm nay nó chuyên về cây thác đổ quá. Hôm nay đầu tiên chúng ta phải lựa một cái cây mà nó có dáng nghiêng nghiêng, dáng nghiêng nghiêng, hoặc là những cây thẳng đứng nó có bộ rễ phù hợp đấy, bộ rễ phù hợp nó không có bị dốc ngược đó. Đây, như cây này, cây này có thể làm được không? Nè, chúng ta đem ra ngoài ha. Này làm được không? Đây, nghiêng thì chúng ta trồng nghiêng thôi. Đấy, chúng ta sẽ trồng cho nó nghiêng. Nói chung là trồng nghiêng thì cây nó bị sượng lại một thời điểm rồi. Đây, mình sẽ trồng nghiêng nha. Đây, nó sẽ trồng nghiêng luôn. Nếu mà nghiêng như thế này thì sao đây? Đây, nghiêng thế này thì sao đây? Đây, nghiêng thế này sao? Nếu bộ rễ mà nó bám được á, thì ok ha. Bộ rễ mà không, chỉ cần bộ rễ nó bám được, nó sống được là cây có thể làm được thác đổ ha. Đây. Rồi chúng ta sẽ từ đây, chúng ta sẽ chỉa họ này xuống, này sẽ ngóc lên. Mình làm thì rất là khó ha. Đây, nói chung là làm, nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mà làm đây, làm thác đổ đây nè, này thác đổ đây, thì bộ rễ đây nó hồi giờ nó quen rồi ha. chúng ta làm từ từ ha, làm từ từ cho bộ rễ nó quen đi, coi như chúng ta điều khiển cái bộ rễ của nó quen. Rồi khi mà nó đã mọc, bộ rễ nó học mọc nhiều về cái hướng dưới này nè, đây chúng ta sẽ làm được tất cả ha. Rồi trong đây thì còn rất là nhiều cây, rất nhiều cây thì chúng ta lựa ra, nó dùng là rất là nhiều những cây thẳng, giống như hồi nãy mình có một cây thẳng đó, mình để nó cắm đầu xuống luôn đó, cắm đầu xuống luôn thì chúng ta phải làm từ từ, có thời gian mà nuôi cái bộ rễ cho nó cắm đầu xuống đó, cũng rất là lâu. Giống như cây này đây, mình sẽ lấy cây này ra, cây này có khả năng được nè. Thấy chưa, này khả năng làm dây này dán dán nghiêng thì thích hợp hơn ha, dán nghiêng thích hợp hơn, còn dán đổ phải ngóc hơn tí nữa. Ngóc hơn nữa thì chúng ta trồng ngóc hơn xuống chi tí nữa cũng không sao ha. Đây, này ngóc hơn xuống tí nữa. Đây, đó là do cách làm thôi. Còn trong quá trình làm thì nó sẽ, ta khi mà làm ta nảy sinh ra rất là nhiều sáng kiến ha. Đây, rất là nhiều sáng kiến anh em có thể làm được rất là đẹp. Những cây này thấy bình thường, nếu mà ta trồng thẳng đứng thì nó cũng bình thường, thẳng đứng nó bình thường. Đây, trồng dáng nghiêng, trồng dáng đổ đấy. Đây, nó mà đâu là cái cách làm ta làm đúng thôi, cách làm cho cây nó sống nó khỏe, hiểu được cái nguyên tắc làm sao cây sống nó khỏe, rồi muốn dáng gì á là do mỹ thuật ha. Đây, mình làm này có nó cũng xấu quắc à, chứ không có đẹp gì đâu, mà mình trồng cây nó sống thì mình chỉ mong muốn là làm cho anh em là làm cây cho nó sống thôi, cho nó tốt thôi. Còn cái dạng đẹp á, thì mình không có dám là hướng dẫn được, tại vì đẹp trong mắt mỗi người nó khác nhau. Có người bỏ ra 5 năm 10 năm mới làm cái cây, có người bỏ ra khoảng 1 năm 2 năm làm cái cây thấy vậy là đẹp rồi. Đấy, đó là mắt thẩm mỹ của mỗi người ha. Nên cái dạng nghệ thuật đẹp là không có giới hạn nha. Đấy, không có giới hạn là nhưng mà làm để mà sống được á, cây khỏe cây tốt á, thì nó phải giống nhau ha. Đấy, nhìn cái cây mà chúng ta thấy cây ta đang xanh tốt mà người ta chê là cây đang mà nó bị xì bị yếu là đó là không có đúng. Còn cái cây dù chúng ta nhìn thấy như thế này là đẹp rồi, nó tràn đầy, nó đầy đủ thế này mà người ta chê là cây này là chỉ là đáng cây hàng chợ thôi. Đấy, thì cái đó là cũng đúng,
Nhưng mà đối với chúng ta thì nó vậy là đẹp rồi ha, đó là nghệ, cũng là một cái nghệ thuật rồi. Tôi thích cái cây mà nó ra tràn đầy, còn cái cây mà thác đổ mà xiên xiên là tôi không thích ha. Ví dụ như cây thì nó phải thẳng đứng ngoài tự nhiên, cây mà mọc ngoài tự nhiên nó phải thẳng đứng, nó trong điều kiện mà nó đầy đủ dưỡng chất, đủ ánh nắng, đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ ánh nắng, dinh dưỡng đầy đủ thì nó phải, nó cây nó phải thẳng đứng, tàn tán nó phải đầy đủ. Còn cây mà dáng xiên dáng ngã thác đổ là trong điều kiện khắc nghiệt ha, đây trong điều kiện khắc nghiệt thì bị gió lay, bị đất sạt lở nó mới xiên, nó mới đổ, nó mới ngã đấy. Cây thì nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh nha, đây chứ không phải là chứ phải là lúc nào chúng ta cũng chơi được đấy. Ví dụ như nhà mà mới xây chúng ta đưa một cây đổ vào mới mà trồng cây đổ đó mà nó tốt mà không nói gì mà cây đổ đó sau này nó chết á, đây thì cũng có một số người ta mê tín nè. Đây mê tín là mà nhà mới xây mà cho cây đổ là thể hiện sự đổ vỡ á, đấy cũng không có hay lắm, nó cũng tùy người, có người nó đẹp, có người nó cũng không đẹp. Đây rồi là đây là một số chia sẻ về cách tạo cây đổ á. Đây mình biết gì thì mình chia sẻ với anh em vậy thôi, thì quan trọng là cách trồng thôi, trồng cho nó sống thôi. Cây đổ thì nó cũng giống như là cây bình thường thôi, nhưng mà có một điều là cây đổ á, thì người ta cái đọt luôn đi xuống mà, thì mà đặc điểm của cây mai là cái đọt nó luôn đi lên đấy. Nhưng mà khi mình ta trồng á, nên ta phải chú ý á, phải bổ sung cái dưỡng chất vào quả lá cho nó đấy, với lại nuôi cái phần rễ cho nó khỏe đi ha, khỏe đi thì chúng ta mới tạo được. Đấy, chứ chúng ta chứ cứ tối ngày mà chúng ta chứ lo uống án không mà không bổ sung dưỡng chất dinh dưỡng cho nó đó, thì cây không thể nào phát triển được, ngay cả cây thẳng đứng nó cũng không phát triển được nữa ha. Tại vì trong điều kiện mà thiếu ánh nắng mặt trời nè, thiếu dưỡng chất thì cây không phát triển được ha. Xin chào anh em nhé.